với hai em nào. Mẹ muốn thích du giờ cũng cả du giờ. Ok. Cả thằng muốn đến thịt bò nhá. Mẹ muốn thích cả du, bố ơi cả bố quay nữa. Rồi, từ từ. Đây, bố lấy từ cái bát này ra mà ngon. Bố đất ơi. Ngon nào. Hôm nay sinh nhật Phúc, nhà mình ăn lẩu nha. Bố đất ơi. À. Cái gì? Sóc ơi, tại sao Sóc khóc? Hôm nay sinh nhật Sóc, Sóc có thích không? Ăn được rồi. Có à? Ừ. Ê, cho mình ăn cả ketchup không? Không, cái này không ăn với ketchup con. Có. Với salad. Thế, con thích ăn người chuột cũng mà với cái chuột chuột. Rồi, tí giờ mẹ cắt cho. Ăn xong cho ketchup. Yêu vậy. Mama, có hút với ketchup? Không. Có. Tí mẹ lấy cho, mẹ cắt. Ừ ra, ôn cả ketchup nhờ. Cầm. Sóc ơi. À. Nào chạm cái nào, chúc mừng sinh nhật Sóc 3 nào, tuổi. Chúc mừng sinh nhật Sóc 3 tuổi, ngoan nhá, nào, không được ngoan cái mồm nhá. Chạm nào. Nào, chạm capizone nào. Đây thì chạm với mẹ. Chạm capizone với mẹ nào. Này của gấu. Hai em chạm nhau đi. Hai em chạm capizone với nhau nào. Capizone. Chạm với nhau đi.